Thưa quý vị, dịch vụ xe đạp công cộng thân thiện với môi trường vừa được đưa vào hoạt động thí điểm tại thành phố Đà Nẵng, đã mang đến những trải nghiệm mới lạ thích thú cho người dân và du khách, nhất là các bạn trẻ khi tham quan, khám phá các địa điểm du lịch tại thành phố. Những ngày qua, mô hình xe đạp công cộng này đã thu hút rất đông người dân và du khách trải nghiệm. Tính đến nay đã có hơn 2.000 lượt xe được sử dụng. Nhiều bạn trẻ cho biết ứng dụng thuê xe dễ sử dụng, điểm thuê xe đạp bố trí gần các trạm xe buýt, giúp việc đi lại tiết kiệm hơn, chi phí thuê xe hiện tại khá rẻ, phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên, người lao động. Trải nghiệm đi xe đạp công cộng lần đầu đối với mình thì khá là thú vị, bởi vì mình thấy đây là một cái trải nghiệm cũng có thể gọi là vừa vận động vừa giải trí sau mỗi giờ làm này, hoặc là vào ngày cuối tuần nữa. Thế nên là đối với mình đây cũng sẽ là một trong những cái hoạt động mà mình cảm thấy mới mẻ và thích thú được ở cái thành phố xinh đẹp này. Xe đạp ở đây chỉ cần quét mã là đi là thoải mái, có rất tiện lợi cho người dùng. Dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng được Đà Nẵng triển khai từ giữa tháng 3 với 61 trạm gồm 600 xe đạp, phân bổ khắp các quận trên địa bàn thành phố. Trong đó tập trung nhiều ở các quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê để phục vụ người dân, sinh viên và khách du lịch. Với mô hình này, kỳ vọng sẽ giúp du khách trải nghiệm một hình thức du lịch vừa tốt cho sức khỏe, thuận tiện trong di chuyển và có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Về lâu dài, mô hình này cần thiết được duy trì và phát triển rộng rãi để tạo thói quen rèn luyện sức khỏe, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như phát triển thêm hoạt động du lịch thân thiện với môi trường.